đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm chấp 163. Tiểu tử, ta nói cho ngươi biết, bái sư không phải một chuyện đơn giản. Nhớ năm đó ta lịch luyện ở bên ngoài rất lâu, mãi tới sau khi đánh bại đại năng yêu tộc, Điển Khúc Yêu Vương kia mới được sư phụ thật sự công nhận, ngươi cứ đợi đi. Điển Khúc Yêu Vương ư, cái tên nhát cái cầu xin trong tuyết đó hả? Bị ta dọa xón đái thì nên nói thế nào? Là cảm giác này, chắc chắn nó là thứ mình muốn tìm. Lão đại, ngươi còn nhịn cái gì nữa, ra tay đi. Ta đói quá, ta muốn ăn cái cây này. Lão đại, chúng ta cướp cây thần rồi rút, trưởng lão Trảm Thần chó đẻ kia chắc chắn không kịp phản ứng. Đợi thêm đi, đợi thêm đi. Cảm giác lo sợ đáng chết đó vẫn chưa tiêu tan. Bảo vật đưa tới sát tay còn có thể nhịn không cầm, coi như là thành thật. Vốn muốn để hắn đối chỗ dập đầu. Có điều người ta đã đại thừa cảnh rồi, không nên chậm trễ thì hơn. Ta nói này tiểu tử, ngươi đã nghe kể chuyện suốt đoạn đường rồi. Ngươi muốn bái đệ ấy làm sư phụ hay là ta? Ặc, ngươi đâu rồi? Đây. Nam nhân đẹp quá. Đáng chết, trong đầu mình đang nghĩ cái gì thế? Có thể trong lúc mình không biết gì dịch chuyển mình tới đây, người này nhất định có thủ đoạn thông thiên. Tiền bối, đệ tử nhận lệnh lên núi bái sư, không biết trưởng lão Trảm Thần đang ở đâu. Giao Vương ba đầu, đại thừa cảnh lục tầng, ta cho ngươi hai sự lựa chọn. Lựa chọn 1, trở thành đại tướng trong núi của núi khổ tu thành tiên, bình thường có thể tu luyện ở dưới cây thần. Lựa chọn 2, chết. Cây phù tang đã lộ, cây thần cỡ này không thể truyền ra ngoài. Ta có thần thông bản mệnh che giấu tu vi và bản thể, sao lại bị hắn phát giác? Lẽ nào hắn chính là trưởng lão Trảm Thần đó ư? Lão đại, bây giờ hắn không đề phòng, chính là cơ hội tốt để ra tay, giết hắn đi. Không không không, thực lực của người này thâm sâu khó lường. Còn nữa, pháp bảo kia còn có khí tức không tốt, tuyệt đối không thể ra tay. Ta có loại trực giác, nếu ta đứng dậy, chắc chắn sẽ bị giết. Ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Tiền bối rốt cuộc là thần thánh phương nào? Ta ư, người không trong ngũ hành, hồn không trong luân hồi, ngươi có thể gọi ta là lục đạo luân hồi. Ta, lão đại, ngươi không phải thật sự định làm chó trông cửa cho tên này đấy chứ? Cảm thấy ta đang hù dọa ngươi à? Hay là ngươi đỡ một ngón tay của ta? Nếu ngươi có thể sống, ngươi chắc cũng sẽ chết tâm. Không không không, ta tuyệt đối không có ý này. Bắt đầu từ hôm nay Giao Vương ba đầu ta là đại tướng trong núi dưới trướng tiền bối, núi còn yêu con, núi mất yêu vong. Đi theo ta lăn lộn, ngươi sẽ không thiệt đâu. Ngươi nên cảm thấy may mắn, đây sẽ là cơ duyên lớn nhất kiếp này của ngươi. Phải phải phải, đa tạ tiền bối, nhị nhất thời trời cao biển rộng, lui xuống đi. Không sinh ra thiện cảm, về sau vẫn phải quan sát thêm. Dám có ý nghĩ lệch lạc thì trực tiếp giết chết. Có điều cũng không có ý hận, nếu biểu hiện tốt thì có thể thử bồi dưỡng. Sư phụ, xảy ra chuyện lớn rồi, đệ tử mà người kêu ta đón mất tích rồi. Tiểu tử, sao ngươi lại đi ra từ trong động phủ của sư phụ? Im miệng, mở mồm là gọi tiểu tử, ngươi cũng xứng à? Hừ, đừng tưởng ngươi đi ra từ động phủ của sư phụ thì có thể trong mắt không có ai hết. Cho dù ngươi thật sự bái vào môn hạ của sư phụ, vậy ngươi cũng là sư đệ của ta, ngươi dám bất kính với sư huynh thử xem. Thiên Đông, đều là huynh đệ đồng môn, huynh đừng đồng thủ. Hừ, Thiên Đông, cái loại bất kính với sư huynh như này, bản thánh giúp ngươi xử lý hắn. Ngươi nhìn thấy chưa, hắn là kẻ nóng tính đấy, ngươi còn không dập đầu xin lỗi. Cẩn thận hắn moi nội tạng của ngươi đem đi xào. Nhóc con, ngươi không muốn chết thì mau cút ra xa. Bột đạm. Người ta đại thừa cảnh lục tầng. Mẹ kiếp, sao ngươi không nói? Đừng viết chữ to như vậy, sẽ mất rất nhiều máu. Bắt đầu từ bây giờ, ta là đại tướng trong núi của núi khổ tu thành tiên. Đại tướng trong núi. Như nào, ngươi còn gọi ta là sư đệ nữa không? Nếu không chê bai, Thiên Đông nguyện bái làm nghĩa, cút. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Nền tảng này hoặc đỗ nết nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo chuyện ra sớm nhất.